Hello, Lâm chào cả nhà nha. Lâm kính chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Lâm Hậu Giang Vlog nha. Thì chiều nay là mùng 3 Tết nha cả nhà. Lâm làm ẩm thực nha cả nhà. Thì Lâm có đi bẫy ít chuột đó. Về Lâm nướng nha cả nhà. Rồi để Lâm cho cả nhà xem đây. Cái này chuột nhum hả? Này chuột con nhum nha cả nhà. Này chuột con nhum có mấy con lớn Lâm làm Lâm thui hết như hay xong rồi nha cả nhà. Đó, thì có mớ Lâm lọc da. Cái này chắc cũng hết cái thau này chắc cũng 4 kg rồi cả nhà, 3-4 kg. Bây giờ Lâm đang ớp nha cả nhà. Giỡn không? Rồi để tí Lâm nướng quay cho cả nhà xem nha. Quá trời, hôm nay đại gia đình, hết cả đại gia đình ăn luôn cái này đó. Cái này nó lấy đồ kê lên chứ kê lên rồi chuẩn bị bắt đầu nướng nha cả nhà. Trong kia họ cao kê quá trời cả nhà ơi. Chỗ này chắc Lâm phải tắt tiếng rồi lòng tiếng sao chứ chỗ này sợ dính bản quyền cả nhà. Mấy ngày nay ca hoài ca không biết chán luôn cả nhà ơi. Nóng rồi đó. Tha dầu lên để nó dính. Ờ đó. Tha xương cái dĩa cái cả nhà. Đó. Cái này khu vực của Lâm gài gần hết trơn rồi cả nhà, giờ phải đi xa. Lâm đi hơn cả chục cây mới có chỗ cả nhà. Tại vì ở đây đất gò không như ở dưới quê mình cả nhà. Nên kiếm được đi xuống ruộng gài nó xa lắm cả nhà. Trên đây trồng cao su không. Cao su thì dính cày sóc rồi không à. Mà muốn kiếm con nhum thì đi xuống ruộng gài mới có cả nhà. Cày sóc chuột cơm rồi nó nằm trên gò. Cái đuôi chuột con nhum này là nó giòn nó béo lắm nha cả nhà. Tại vì chuột bự Lâm mới lấy đuôi chứ chuột nhỏ Lâm cũng bỏ ra cả nhà, không có lấy đuôi. À, đây Lâm em thứ ba của Lâm nha cả nhà, em kế của Lâm á. Rồi này hai anh em xử lý cái vụ nướng này nha cả nhà ơi. Một thao quá trời đó, quá trời luôn. Đi thì mệt mà dính như vậy đó là thấy ham lắm cả nhà, không có biết mệt đâu cả nhà ơi, sướng lắm. Chào cả nhà các coi. Chào cả nhà các coi nào. Là gia đình của mình đây cả nhà ơi. Cô chú anh chị ơi. À, đây là mẹ. Đây là Ú Nu Hiền Mũi của mình đó cả nhà ơi. Em gái cô. À, dễ thương không? Chưa có chồng hết đó. Quá trời. Chết chín này cả nhà. Chắc cũng vòng vòng chắc cũng khoảng nửa tiếng nữa. Nửa tiếng nữa mới chín nha cả nhà ơi. Lâm nói hơi sớm nha. Quá trời ca hát rồi cả nhà ơi. Mẹ cha ngồi đó hả? Ngồi đủ xanh nó có thằng bằng giò đó. Quá trời. Mùa này chứ uống bia cả nhà, mùa này uống bia ngon hết sảy cả nhà ơi. Lâm đi gà chuột to to không cả nhà. Quá bự. Nè, ở đây Lâm đang hấp con cá lóc này cả nhà, cá lóc bự lắm, cá lóc ký mấy. Tí em quay cho cả nhà xem mà. Lâm cũng mới hấp nãy giờ. Hấp nấm với hành. Sợ nó khét, coi chừng nó khét cái da nha. Tại cái da mình chừa cái da đó, chuột chừa cái da nướng cẩn thận để nó khét uổng. Anh khò mà đâu có để cho nó vàng cho nó cháy nó quá đâu. Vừa tại mình để cái da ở nhà nướng phải khéo cho không phải cháy da uổng.
nướng cái bề thịt trước, nướng cái bề thịt cứ liu rửa xong cái mình chở cái bề da mình chở nhanh chút, nướng cứ nướng bề thịt thôi. Hôm nay xay nữa nha, hôm nay chắc xay nữa, xay thì xay nhưng mà săn bắt thì vẫn săn bắt nha cả nhà. Lâm đi suốt mùa thu à. Lâm từ hồi làm YouTube giờ Lâm không có thời gian nghỉ ngơi cả nhà, 24/24 luôn. Còn chút xíu nữa, còn chút xíu nữa còn mấy con nữa nha. Thơm bá cháy luôn. Cái này ớt cái gì với gì vậy? Củ ớt thịt nướng với bột niêm. Người ta có bán cái bịch này mình ớt thịt nướng đó cả nhà. Mình mua về mình ớt. Lâm cũng có ớt sa tế rồi lộn xộn luôn cả nhà. Không biết có ăn nó có sao chứ thơm lắm. Nhà ơi, chuẩn bị nhập cuộc nha cả nhà ơi. Quá trời. Quá trời hấp dẫn rồi cả nhà ơi, cá lóc hấp hành. Nấm, hành với nấm. Đây là hai món này là hấp chung với cá lóc nha cả nhà. Rồi, lắm chào cả nhà nha. Hôm nay mời cả nhà dùng bữa cơm mùng 3 với gia đình của Lâm nha. Hai khó rồi mà. Mua bia đi. Mua chén đủ không? Ăn mình vô thấy đây. Làm của Lâm. Đổ chén nữa đi. Vô, mình vô cái đây. Vô cái này. Vô. Mời cả nhà nghe. Đổ đâu? Tiếp tôi đưa đổ kia nữa này. Từ ba nó chưa vô kịp. Ngõ nhỏ nước mà. Đưa ra đũa đẹp đẹp chứ ba. Ai da, quá đã. Còn trong đó nãy thấy hai đâu mà. Đi về nè. Chi bánh chén rồi, bánh thì gói bánh chén rồi, thì gói nha. Hai bánh thật hả? Hả? Có xin nha. Ừ, đó. Dê. Yeah. Đây mẹ. Mẹ cho con cái dĩa đó, cho con cái miếng cá. Ừ, tới nữa. Chừa cho tụi Lâm cút nha. Mẹ không lấy cho con rồi mẹ. Mời cả nhà nha. Ăn hết đường dòng xe nha. Lộn thì vô luôn. Mời năm mới mà. Mình năm mới. Không có uống bia được mà đòi uống bia hoài. Uống nó ngọt, uống cái đó không tiêu. Uống hết nồi gì ăn đi. Uống uống. Bán gì? Em ơi, hạ xuống nó lửa đi. Được chưa? Mà thấy chưa? Thôi rồi. Để dĩa lên cho mẹ ăn với gì vậy? Rồi ok. Nấm này hấp ngọt dữ luôn. Phải nó nhiều quá bỏ vô hết trơn, có nhiều. Chị hai bỏ bớt lại, bỏ bớt lại. Xèo chứ. Này vô cái nó đi. Chưa ăn. Rồi ơi, để hắt nước quá. Hai ba. Vô. Chúc mừng năm mới cả nhà nha. Chúc lại trời. Trời ơi, mình phải chúc dòng dập năm mới mình cứ chúc đi. Mình suy nghĩ vậy, cứ chúc thoải mái. Em ăn chuột không? Cái gì mà? Cho cái đùi. Còn dùng cá hoàng hải muốn tệ quá. Dạ, ăn cái đùi đi, ăn. Cái đồ trưởng nó ngon, rồi nó ngon, rồi chạy ăn thương không? Chị Tư nó giòn lắm, cái đồ trưởng nó giòn. Nó giòn cứng lắm nè. Chén rồi, chén cho ta được. Có đũa không nè? Có đũa rồi, chưa chén không? Cái này là chưa được nướng, nó giòn luôn, và nó chiên. Nướng, nó giòn. Giòn, nó sôi, mỡ nó sôi béo. Bà cô ăn hết cái đồ được rồi nha.
Cô đang thèm bữa giờ. Dùng điện phải cho trọng con nha. Cảm giác là dưới rồi tầm hắn với mình là gao hắn. Cái lóc này mình hấp nè. Chưa tính nước luôn, sợ lâu. Chưa đủ gia vị hay sao? Thầy chị Hà có ớt nữa không? Có. Mà nó chưa thấm thấy là mình ớt nước mau quá. Ra cứ cho nó thấm vô rồi. Hấp hết khi con. Cậu áo của bà. Cậu áo của bà. Cậu áo của bà.
Rồi. Này qua bãi luôn được. Chị dạ. Em dâu gấp chờ đó. Em chồng gấp chờ cái đùi chén á. Vậy chứ cắt cái đùi thì đưa cái đùi chứ sao vậy? Đâu rồi Tùng Anh ơi? Gói dành gói rồi em. Vô coi. Gói dành gói à? Đây nè. Tôi bỏ đây lên tí cái kia không? Bỏ chút vô đây. Dạ. Chút vô không? Cái gì cái đó chán. Cha cái buộc không chứ. Em chơi vậy đi chơi. 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 Rồi đưa cho cùng ăn đông đây. Không có nước chơi hồi. Ủa nó kèo quýnh con nha. Cá nó có thịt thăng nó ra. Thịt thăng rồi. Nhà có. Dành cái phục cấp nó mới có. Thì hầu như đó có. Có nó mới còn. Đại vòng nữa. Giật 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 giật. Sao con? Cái giống mà đó nằm không được hả? Rau sạch chưa? Không có thuốc sao đây? Rau này là rau này là nhà trồng nha cả nhà. Lâm có quay bình thường đó là Lâm có quay rau cho cả nhà coi đó. Xem tươi tốt luôn cả nhà. Tại vì mình cũng có khoảng trống mà mình tận dụng nó trồng rau ăn. Khỏi mất công ra mà chợ mua. Hả? Chị em chơi ta. Nấm mà dụ luộc xuống nó cháy. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Hấp ông ơi. Nước đá đâu? Kìa, bỏ cho nó miếng đá. Làm vô tới cá ngầm nè. Nó mình gần cá mà bỏ bỏ tới đông. Mỗi đông có bằng cái mẹ vậy. Ngắt. Anh đâu hai tính nước chứ đâu tính hấp đâu. Bằng ra là hấp luôn chứ đâu cho bỏ tới đông. Bỏ đông còn dễ. Dễ chứ em, đồ ngon là gì nữa. Phục vụ lâu lâu đấy. Vui biêu lên cái con nào, mời 500 anh em coi nào. Thôi nhớ con nha, năm nào Tết năm 2 đó tử mà bắt chơi nữa. Hả? Dũng. 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 Lên cũng vào lên nè nè. Tổ thủ mà tớ 1 2 3 nè. Lên. Trời ơi đáng nữa. Ừ. Mới đặt 1 2 3 vô. Mời 500 anh em. Cái này nó chưa được lạnh chứ nó lạnh uống ngon lắm. Cái này mày bỏ lên ngang ngang đông nó đâu có đông đâu, nó nhiệt tiết à. Là bánh con hả? Người ta kêu bị sạp đó cũng ngon. Ngon. Ừ. Bỏ dưới thì nó mát rồi, nó đâu được. Bỏ đâu nó nắng nè. Bỏ dưới thì nó mát đó. Bỏ đâu quá uống thì nắng. Đúng rồi, cứ đưa lên ngàn đông này. Nó đâu có cứng rồi. Trời ơi, hai đứa bay anh nhé, ăn ra ngon. Ổng cứng mà nó nhào quanh bên luôn á. Rau này là rau mẹ chồng nó nghe cái nhà. Mẹ Long chồng. Cứ ăn rau là lại nhà mẹ cắt về ăn. Mẹ, rau thơm. Rồi tùm lum hết cả nhà, bông nữa, ăn lại cắt ăn. Bông đủ thứ. Bông. Cái này nãy giờ có dính tao vô không ta? Có chứ. Tao quay đại gia đình nó dính hết rồi. Tao ăn hơi nhiệt tình quá. Ừ. Mày YouTube thì kiếm bạn vô cô bên kia có chồng nè. Tới thì cô gãy em hả? Cậu gói khéo, cậu gói cái mình cũng mẹ luôn rồi. Cậu quấn, cái mỏ rồi quấn, quấn mà hoài nó không hết rồi. Gì á? Thôi. Đã người ta né, người ta úp cái chén là quấn hoài mà nó không vô hết, nó đút hoài vậy. Đá có cao không?
có còn cái ca nãy rồi. Tâm à, Tâm ơi, biểu ai? Xa lắm rồi. Lấy cho cha cái ly không? Lấy cho cha cái ly. Ờ, lấy cho cha cái ly. Cái ly hồi nãy uống đâu? Cái ly hồi nãy uống đó. Thấm chơi thì kêu em về đây nè. Cứ tưởng là có thằng Tâm đi, nhẫn mặt mình hổ. Đầu tiên á, ăn hai người chén đúng lắm, ăn lần lần rồi cái bài chiến mình ăn đâu chưa nói. Mới đầu để chấm chung rồi tới chuyện kéo kéo mình luôn rồi. Gom lại chỗ nghe kỳ quá. Cái này chén mắm rồi chấm cái củ thôi đó. Thôi bạn đi, chấm thiệt thôi ăn đi. Cái gì quýt. Mà sao chấm chấm mắm rồi chứ làm gì đâu. Dạo này phải chấm nước mắm anh. Giống như trên vậy đó. Chấm mắm. Hè nó mềm nó ghê luôn. Hè nó không xeo mà nó sống mệt lắm. Quá tuyệt vời. Để cắt nè, nó cần cắt ăn coi. Nãy mày cắt nhiều không? Còn mấy bòn nữa rồi. Còn mấy bòn nữa rồi. Giờ có nhiều đây không? Giờ cứ ăn thì cắt đó thôi. Rồi muốn nó lên thôi mới ăn nữa. Lên cắt chừng mình ăn chừng 2 3 lần cái đầu lấy chồng lại. Cho nó già già, nó có lá ủ không? Một hai lá ủ đỏ cắt nó ngỏ luôn á cắt. Chung. Nó sức. Nó sớm đi mua đồ ủ. Cắt rồi. Mẹ cắt cho. Tắt luôn. Trời ơi, sao tắt hả? Ủa, cái làm gì? Bà nội chơi bóc luôn, ok. Ăn vậy nó ngon á. Lâm nãy giờ Lâm cũng bốc lắm rồi cả nhà, nhưng mà Lâm ngại. Ăn bốc ngon. Tình nó ngứa tay nãy giờ mình đang gãy rồi thấy không? Ăn cái này bốc nó ngon. Thế mà có con nó. Cả nhà thông cảm nha. Để mình ăn trong gia đình. Ăn nó tự nhiên nó ngon cả nhà. Chứ mà ăn mà khép nát quá rồi nó mất ngon. Lâm mình thoải mái lắm. Anh ăn hết cái rửa cuốn hả? Đúng không? Ăn bốc rồi. Ừ, nói đi. Trẻ nó biết nãy giờ. Nãy giờ ăn rau không? Vô bia đi chứ. Để cô uống nhắc không à. Hai ba vô cái rồi. Có nghe cho mình nghe. Ủa tao mới đi mà. Cho anh gian gì vừa thôi chứ. Rồi mời cái nhà nha. Dạ uống rồi, ăn hai nữa. Ăn vô đi cái lò nghe. Cái lò của ai vậy? Thơm quá. Cái này vậy? Lò ngoài đó của tôi à. Chạy. Hết rồi đó. Nãy giờ đâu uống nước ngọt đâu. Uống bia mà. Thôi thôi, mà chứ bà. Ăn cho hết nè bà cô. Để giá mình mua. Nè. Trời ơi, anh tưởng là để nguyên rồi ăn được, có nãy giờ lật nó ra. Nó xích ra, anh ăn thì nó xích ra. Nãy giờ lật ra đâu có biết. À, nguyên chấp rồi biết. Ui, gói chỉ nghiệp rồi. Nhắc khô à.
chút nước nào. Lè rồi té ngàn cái chứ chờ. Nè cái đuôi để này. Đuôi mình nó dính lại. Ừ, ăn đi. Ăn cho biết thêm ăn. Không có ai ăn đuôi này ăn dính lại miếng thịt. Đỏ này liền. Hai đuôi đuôi để đuôi thôi chứ hai đuôi thịt. Rửa sớt lại liền. Đưa cái đuôi dưới xe mông. Lá này gói vô hẹn ăn thơm thơm dữ vậy. Giới thôi. Giới ngon lắm. Gói vô nó làm như nó nói với hẹ thơm dữ. Chứ đồng sao mà như vậy là có bụng nó tốt như vậy lúc lớn. Mà các hàm ơi mẹ để nó lớp lên. Chào. Giới ba cái này. Thùng lùm ở trong này đó. Có một bụi mà biết như thế. Nó như là tí tô vậy đó. Mà nó không cái này con nhiều quá nó canh ăn hả? Trời nó canh ăn hả? Cái này tôi chưa thấy ăn nó canh hả? Thầy nó canh hơi ngon luôn á. Có cái đậm hay là tôm khô đó. Đúng rồi. Ngọt cực kỳ ngọt. Ông tủ này trồng ít đủ đồ, đủ đồ ăn. Này phải trồng nhiều cái này làm một cái à. Làm cái ít ít lỏng lỏng này ăn nó mới ngon. Cái này nấu canh nhiêu vừa đủ. Mà này nấu canh ăn mát. Nó nói vậy không biết nấu canh mùi như thế nào không biết nè. Ngọt lắm. Rồi đó, không tắm đó mẹ. Nhỏ con mua này không tắm cho nó mát. Gói nó chung với hẹ đây. Thơm thơm lạ lùng luôn á. Hay có nó không có gì. Không nó không cũng ngon mà thôi gói vô cái ghẹ cái hẹ nữa ăn thơm gì đâu á. Mày thử đi. Ăn sống với lại ăn hai cái rau chế này ăn cũng nhiều á. Ừ. Nhiều rồi con bỏ rồi đó nó. Ở đó gì? Lâu. Cái tô không? Cái tô mua nó luôn. Cái tô đâu bằng nó đâu. Ừ. Cái tô đâu ai nó canh bây giờ. Nhưng mà nó này nó canh ngon. Ta mới nghe nói cho tao cũng chưa thấy nào. Nấu đọt hai đọt thôi. Ăn không quen ăn được không? Ăn nó dễ ăn y như ăn cơm vợ vậy thôi. Nhiều nó mát thì nhiều. Ta cái tao mùi nhiều quá thì mới nghe hát cái cọng này. Chứ đừng có nhiều cơm vợ mặc nhiều cơm vợ dọn hết mẹ. Ba cơm vợ ra với xanh đúng không? Ba cái đó là một cái thì nó canh là biết. Ừ, nó bán sống rồi. Nó có chua không? Chua hết. Nó chua chua, nó có cái gì chua thôi. Ba kia chua, chua nhiều. Nó không phải là xa, nó không phải đâu, đâu xa. Nó xa mình ăn thì chua dữ lắm. Không. Đâu xa. Ngon lắm, nó mình người tá. Nó có gì thôi. Tao lũi bia luôn á. Tao nhắc rồi. Vô cái nhà ơi. Vô nhà. Một, hai, ba, bốn. Rồi, lắm mày cái nha nha. Nãy ăn tàn của mắm hai cò cho con đi. Có không? Không xem uống gì mặt. Uống cái kiểu này cũng có được. Còn uống cái đá được. Mình hết lon bia này cả nhà. Hãy chồng uống bia đi. Rồi hên quá, nãy giờ tiếng mà hồi hết lon bia đi. Mừng hết tiếng. Hết tiếng. Có đá không? Có đá. Cho chan cục đá cho mà. Cái gì vậy hả? 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 Có gì đó rồi đâu có chuyện gì nữa. Dạ ba, đi chơi đi không? Bình thường thôi nha, tới nếu mà dẫn là rủ ra nhà rồi đi nghe dẫn lớn đi chơi chơi có chạy cái đòn cuối này nó cắt liền, đòn cuối này đầy lắm mà.
Rồi Lâm chào cả nhà nha. Thì bữa cơm gia đình tới đây kết thúc cả nhà. Cả nhà nhớ ủng hộ Lâm nghe cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video sau nha. Chào tạm biệt.